Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề là anh em chơi tài xỉu trong khoảng thời gian bao lâu là rực rỡ nhất. Ok anh em nhé, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang 14 củ đây và chiến tại các bộ môn tài xỉu ở trên con TDC thì được chơi nhá. Và mình cũng nói luôn với tất cả các anh em đang xem được cái video của mình đấy, thời gian anh em chơi tài xỉu bao lâu là ổn nhất, là anh em nên chơi trong khoảng thời gian là từ 60 phút trở về anh em nhé. Đấy, tại sao mà mình nói với anh em là anh em chơi khoảng thời gian 60 phút trở về, bởi vì là cái khoảng thời gian 60 phút là cái khoảng thời gian anh em luôn tỉnh táo đầu nhất. Đấy, khi mà anh em tỉnh táo thì khả năng thì anh em sẽ đánh thì sẽ ok hơn nhá. Thì tất cả các game thì anh em biết là người ta sẽ nói với anh em là không chơi quá khoảng không chơi game quá 180 phút trong một ngày, đúng không anh em? Đấy. Nhưng về cái bộ môn tài xỉu là kiếm lúa hàng ngày này thì nó là cái vấn đề là trừu tượng hơn. Anh em hiểu thế nào là người ta gọi là cái vấn đề trừu tượng hơn không? Đấy, là nó thực tế là cái này thì anh em phải dùng về cái đầu óc nhiều hơn nhá. Đấy, mà khi mà anh em đã dùng với cái đầu óc nhiều hơn thì chắc chắn và khẳng định với tất cả anh em thì nó sẽ căng thẳng hơn. Đấy, căng thẳng hơn thì mình cũng khuyên tất cả anh em đang xem được cái video của mình ấy, thì anh em chơi trong cái khoảng thời gian là 60 phút trở về là đẹp nhất nhá, 60 phút trở về đẹp nhất, bởi vì lúc khoảng thời gian đấy là anh em đánh là bao giờ cũng lãi và bao giờ cũng win luôn. Đấy, khi mà anh em tỉnh táo, anh em chơi cái gì chả ăn, chơi cái gì được, đánh linh tinh mà anh em cũng thắng, với đúng không? Còn anh em đã căng thẳng rồi, anh em đã khó đánh rồi thì anh em cứ chơi cả ngày nữa thì cũng chả bằng anh em chơi đến tầm khoảng 15 và 20 phút đâu. Đấy là mình nói thật nha anh em, đấy là mình nói thật và nói có mách và xác trách có chứng luôn nhá, không phải là nói là vu va vu vơ đâu, anh em hiểu chưa? Nên là anh em chơi thì mình cũng chỉ khuyên tất cả anh em làm sao phải tỉnh táo, thật tỉnh táo để làm sao để luôn có thể kiếm lúa ở trên cái bộ môn tài xỉu này. Đấy nhá. Đấy thì anh em cứ đừng cứ mang lúa ở nhà mình ra và mà đi cho tất cả các nhà cái là không được. Đấy, bởi vì anh em là sao là anh em đã làm nụ vất vả rồi, anh em đã bán lưng cho đất và bán mặt cho trời rồi. Nên anh em phải thực sự là anh em phải là làm sao? Anh em phải là phải phải chọn những cách chơi thông thái nhất để anh em có thể luôn rực rỡ và để anh em có thể luôn chiến thắng nhá. Ok anh em, và bây giờ thì anh em hãy cùng mình và chờ và đợi xem tiếng này xem nó như thế nào, xem có phải là tiếng tài hay không. Còn link của hai con TDC thì nửa chơi này thì để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em đam mê thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm nhá. Và hiện tại ở trên cái forbo của cái TDC thì nửa chơi hiện tại đang có một cái event rất là hay. Thì gần anh em có những cái lịch sử lạp rút thì anh em sẽ nhận được cốt quà là từ 59, 79 và 99k. Đây là quà nhé, quà quà ngày lễ 30 tháng 4 một năm nhé. Chỉ cần anh em có lịch sử gặp rút ở trên cổng game là anh em sẽ nhận được thôi nhá. Thì cách vào thì anh em chỉ cần vào cái phở bò, anh em ấn chữ là Big Event TDC đó ra nhá. Thì cái event này nó chỉ có trong vòng là 4 ngày thôi, từ ngày 28 đến hết ngày mùng 1 nhá. Ok anh em, và bây giờ thì anh em tiếp tục trở lại bàn chơi và xem mình đánh một vài tay nữa xem nó có rực rỡ, xem nó có ok hay không nhá. Rồi, tiếng tiếp theo thì mình sẽ đánh vào tiếng xỉu này. Anh em sẽ xem những cách đánh của mình xem nó có rực rỡ hay không, xem nó có ok hay không. Và mình cũng vừa rồi thì mình cũng chia sẻ cho anh em là một ngày anh em chơi trong khoảng thời gian bao lâu là rực rỡ. Đấy, tài xỉu chơi thì anh em đừng chơi lâu nhá, anh em đừng chơi lâu. Chơi trong cái khoảng thời gian là anh em chơi trong khoảng thời gian là 60 phút trở về là đẹp nhất, 60 phút là tỉnh táo nhất, đang minh mẫn nhất, đánh đâu thắng đó, đánh đâu win đó, chứ đừng đừng có mà ham hố để gặp sự cố. Mình đây một ngày mình chỉ chơi khoảng 10 phút thôi, mình chả chơi nhiều nha mọi người. Bởi vì sao? Mình chơi 10 phút là mình đã có lãi rồi, mình đã có lời rồi. Mà khi mà mình đã có lãi và mình đã có lời thì chắc chắn là mình khẳng định với tất cả các anh em đang xem được video của mình, chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ mình chơi nữa. Đấy, bởi vì làm sao mình sẽ không chơi nữa? Bởi vì là mình bao giờ mình có lập trường vững vàng. Anh em hiểu rồi, anh hiểu là lập trường vững vàng không? Đấy, chỉ chơi như vậy, chỉ có như vậy thì làm sao thì mình chơi thì mình có thể luôn chiến thắng được thôi. Đấy, nếu như anh em mà chơi mà anh em thực sự anh em cứ ham hố thì chắc chắn là khẳng định với tất cả anh em đang xem được video của mình ấy, là luôn anh em sẽ luôn gặp sự cố nhá. Đấy, ham hố thì bao giờ chẳng gặp sự cố, đúng không anh em? Tỉnh táo thì bao giờ vẫn hơn chứ, cần gì phải lãi nhiều đâu anh em. Cứ túc tao tắc một ngày anh em lãi một tí một thôi, anh em cứ gom góp vào, anh em cứ tích tiểu và sẽ thành đại anh em ạ. Đảm bảo và khẳng định với tất cả các anh em đang xem này được video của mình là 100% là anh em sẽ win, là 100% là anh em sẽ thắng, đúng không? Đấy. Nhưng quan trọng là anh em phải sao? Anh em phải tỉnh táo. Đấy, anh em tỉnh táo thì anh em mới chơi được. Chứ mà anh em chơi mà anh em không tỉnh táo thì chắc chắn anh em một điều, khẳng định anh em một điều là anh em sẽ khó chơi, đúng không anh em? Đấy, bởi vì là cái bộ môn này thì thực sự với tất cả anh em là khi mà anh em không minh mẫn ấy, thì anh em chơi rất là khó, win cực kỳ khó luôn, khó win lắm luôn đấy. Rồi.
Ok, vậy là nó về tiếng gì? Vậy là nó về tiếng xỉu anh em ạ. Đấy, vậy là đúng đấy, đúng cầu nó luôn, đúng cái cầu nó luôn là cầu 2 2 3 2 3. Ok anh em, nếu mà 2 3 2 3 thì tiếng này thì mình sẽ xem xét lại. Xem nào. Lẻ à? 2 3 2 3 lẻ. Ok. Tiếng này đánh tiếp vào đây. Đánh tiếp vào tiếng cầu tài này nhá. Đấy, đánh phải ra đúng cầu 2 3 2 3 này thôi. Còn nếu tiếng này mà nó gãy cầu ấy thì mình sẽ xin phép tất cả anh em là mình sẽ kết thúc, đúng không anh em? Đấy, bởi vì làm sao mình chơi mình phải khôn khéo, đúng không? Đấy, thì cầu nó đi thay đổi đường cầu thì mình phải là làm sao? Thì mình phải chuyển đổi những cái đường cầu đấy để làm sao để mình có luôn có thể là chiến thắng. Chứ mình chơi mình cứ ham mê, mình cứ đam mê theo cuộc chơi ấy, thì làm sao cuối cùng quay đi còn lại là về nhà cái hết. Mình phải lấy tiền của nó về xây nhà là mình. Đấy mới bắt đầu ok nhá. Đấy, và bây giờ thì anh em xem kết quả ở đây xem có phải là tài không nhá. Xem đúng là cầu 2 3 2 3 không. Rồi, kết quả lặn nào. Xem có sực sữa không. Đây, xem nào. Vậy là gãy cầu. Đấy, gãy cầu thì mình nói với em rồi, đã gãy cầu thì mình thôi, mình dừng ở đây nhá. Và vì cũng nói luôn với tất cả anh em là đấy, anh em chơi cho khoảng thời gian nào là ok nhất, khoảng thời gian chơi tỉnh táo nhất là cái khoảng thời gian từ 60 phút trở về nhá. Đấy, thì anh em chơi trong khoảng thời gian đấy thì chắc chắn và khẳng định với tất cả anh em đang xem được video của mình là đầu óc anh em luôn tỉnh táo. Khi mà anh em đang tỉnh táo thì anh em làm cái gì cũng dễ và đánh cái gì cũng ok. Chứ nếu mà anh em chơi mà anh em không tỉnh táo thì chắc chắn và khẳng định với tất cả anh em là anh em sẽ bị gãy cầu, đúng không anh em? Đấy, một ngày chơi tài xỉu trong tầm bao lâu là ổn nhất đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, và hiện tại thì mình cũng nói đi và nói lại thì cái event của cái TDC thì chỉ cần anh em ấn vào cái phở bò, ấn chữ là Big Big Event TDC, nó ra event là ngày lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, thì anh em chỉ cần có những lặp lịch sử lặp rút là anh em có thể là nhận được cái từ là bao nhiêu, từ 59, 79 và 99k. Nhưng mà lịch sử lặp rút ở trên cổng game này nhá, không phải lịch sử lặp rút ở trên cổng game khác đâu anh em nhá. Rồi ok anh em, thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ với em rồi và bây giờ mình có lãi có lời thì mình xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt lãi tại cái này nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.